Đây các bạn, sẵn mình sẽ quay cho các bạn coi luôn cái khách sạn này. Ở trong khách sạn là có khách, cái này mình đang ở là khách sạn Boston, Boston Hotel, nhà hàng Á, Âu Á. Có hồ bơi, hai đứa thích nhất là cái hồ bơi đó. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn nè. Đây, này là từ ở ngoài nè. Ở bên này là có chỗ cho mình có thể ngồi uống cà phê mát, nhìn rất là mát luôn. Nhìn đẹp lắm. Là bên này nè, có thể ghế ngồi nè. Ngồi đây là mát lắm mà. Ngồi uống cà phê cho hai con mắm nè, hai con mắm khoái bơi đó. Chủ yếu là bơi thôi. Đây là bên trong nè. Bên này cũng có ghế ngồi luôn đó, có thể ngồi đây luôn. Wow, mấy cây này thiệt các bạn ơi. Tưởng là cây giả, cây thiệt. Em ơi, hồ bơi là mấy ta? Chị quên rồi. Dạ, hồ bơi là 10 vậy. Thank you. Trời ơi, vậy mà mấy đứa cậu cháu tụi nó đi cầu thang luôn, từ lầu 8 lên lầu 10. Let's go. We need to buy swimming suit. We don't have it. Boston cream. The Boston pizza. Ồ, ngay cửa luôn. Another thẻ. Mình tỏ thẻ hay cỡ cầu thang, mình tỏ hay cầu phòng. Only one. Cái đó phải thẻ không? Chắc thẻ đó. Cái gì nhỏ quá vậy? Nhỏ xíu vậy? Nè, cái bàn này nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Này, nhưng mà quá xinh ở đây đã quá. Quá xinh đẹp. Đây. Kiến nè. Wow, quá xinh đã nha. Thích quá xinh nè. Nhưng mà không có bồn tắm các bạn ơi. Hai đứa thì thích cái bồn tắm hơn. Là tắm đứng kiểu này. Ok, thì con xài thì một hồi pay thôi. You can use anything and then you have to pay after. Cái TV nè. Bên này là cái tủ nè. Đặt pay. Rồi, hai con mắm đi coi hồ bơi. Scan nữa hả? Ok. Sao họ đưa có một cái thẻ thôi hả? Ủa đây có ngay đây mà, swimming pool nè, gym nè, restaurant nè. Đó, ở trên lầu hết. Wow, cái swimming pool đã lắm các bạn nha. Tại vì nó tuốt ở trên cao luôn. Để coi coi nó như thế nào nè. Mà chưa có đồ bơi các bạn mà phải đi mua đồ bơi. Đẹp không? Wow, sao thấy lạnh quá vậy? Wow, trời ơi, coi nè. Oh my goodness. Đẹp quá. Nhưng mà lạnh, hai đứa dám tắm không? Yeah. Yes. À, khoái lắm nè cô chú. Wow, cái này đẹp quá. Wow. Đẹp quá các bạn ơi, khoái quá, thích quá. Ê, ngồi đây nè. Wow, mà lạnh, nó không dám bơi đâu.
ước gì trời nóng thiệt là nóng. À ha, đã quá các bạn ơi, đẹp xem mà thích không. À ha, wow đẹp quá các bạn ơi. Thích nhất là cái mấy cái hồ bơi vậy, nhưng mà có điều là nó trời này thì nó hơi lạnh thôi, mà bơi một hồi về bệnh á hai đứa. Cái này đẹp quá, cái này nó bị sập hết trơn à, có đánh gôn luôn kìa, đẹp quá, thật sự là đẹp luôn các bạn ơi. Đây cái mới có thể nói là cái khách sạn ở bên này họ làm kiểu như là sang hơn rất là nhiều so với lại bên kia các bạn ơi. Bên kia thì mới cảm thấy là chất lượng này kia thì nó sẽ đều hết, nhưng mà nó nếu mà nó đẹp thì nó sẽ không có đẹp bằng bên này. Họ trang trí nhiều hơn, đẹp hơn, nhìn rất là sang luôn á, mới vừa vô nhìn sang lắm. Yes, này là quầy rượu nè, có thể vừa uống rượu xong rồi vừa quậy đúng không à. Cái này là cái menu của nhà hàng. Để cho các bạn coi coi cái menu ha. Mấy cái smoothie nè là 6.49 cho tới 6.15, chỉ có nước uống thôi. Ồ, ở đây chắc là họ chỉ có nước uống phục vụ cho mình bơi vòng vòng đây thôi. Đó, thì giá là mấy cái này lại các loại trà nè là giá tới 250, nước ép là tới 60 đồng, 40 cho tới 60 đồng một ly. Đây, bathroom nè, vô luôn không có người. Vì chắc nam bên khác nữa, tại nữ bên này. Đây, cái này là cho mình bơi xong rồi mình có thể tắm ở đây luôn á. Ồ, nam là bên kia. Giờ này không có ai hết, với lại thời tiết nó âm mưu lạnh lạnh, chắc không ai bơi đâu, chỉ có hai đứa này đòi bơi thôi. Hai đứa Canadian này nè. Mẹ sợ hai đứa bệnh. I am traveling. Hai đứa nè, bây giờ tắm rồi nè. À, hai đứa đang coi cái album hai đứa mới vừa chụp xong nè, bữa đám cưới á. Trên này có đèn, chỗ này họ mở từ 5:30 sáng cho tới 9:00 các bạn ha, nên là bạn nào muốn tắm sáng thì có thể tắm sáng sớm luôn. Xung quanh này rất đẹp luôn, để mình cho các bạn coi cái này cho các bạn nào mà muốn có cảm giác mạnh. Đây là một phòng dành cho nam nha, cho các bạn coi nè, sợ té quá. Bây giờ không có ai hết nên thành ra đây ngồi đây nè, xong rồi giường ngắm đi xuống dưới. Cái này vẫn còn đỡ, còn một cái nè. You didn't see my bed? Đây là có thể bàn mình có ca nhạc nè, có đồ ăn đồ uống nha, rượu có thể là ngồi vừa uống vừa ngồi vậy đó, hoặc là uống rượu rồi tắm. Còn cái washroom này đặc biệt nhất đây các bạn, mình nói đặc biệt nhất là biết tại sao không? Bên này kiến coi như là chỉ che từ phần này thôi, còn ngoài ra là vừa giải quyết nhu cầu vừa ngắm bên này đó,
Đây là cái hoa sâm mà Mary cảm thấy là nó rất là đặc biệt đây. Mary quay cho các bạn trên lầu nha. Trên lầu có nữa để mà mình ngắm cảnh, cho mình hẹn hò. Hẹn hò với hai con mắm thúi. Đây là trên lầu đây. Trên lầu vẫn có bàn nha. Wow, mát quá vậy. Cửa mở ra đây. Ủa, sao mà em trai mở được? Ô, kéo vậy nè. Trời ơi, lúa thiệt chứ. Đây, kéo vậy nè. Trời ơi, trên là có cái bàn ngồi. Wow, mát quá các bạn ơi. Đây Mary đang ở là ngay chỗ Boston Tower. Đó, xung quanh đây nè. Buổi tối mà lên ở trên này ngắm cảnh đã. Ngồi uống cà phê cũng đã nữa. Bên này là mình họ có cái miếng kính có thể cho mình nhìn xuống hồ bơi nè. Nhưng mà nhìn thì mình thì thấy ghê các bạn ơi, mình nhát lắm. Đây, từ trên xuống hồ bơi đây. Cái bàn này đẹp quá ha. Cái miếng này nè, nhìn nó bóng rất là đẹp luôn. Buổi tối chắc họ sẽ mở đèn này sáng lên. Cái này là tầng 11. Chỉ lấy xe máy không quay được. Nhìn đường thôi còn chạy mất dép rồi. Bữa nay được mời ăn lắm ạ. Sung sướng cuộc đời. Bữa nay là được mời ăn nhưng mà món của mấy đứa nhỏ, nhất là hai đứa này. Cao lên xíu. Oh. Cha mày không muốn hả? Combo mà, go together nữa. Thật gà ngon. Chấm nước sốt cho mình. Rất là giòn luôn. Thật gà ngon. Nóng không? Nóng. Mềm, không có bị khô. Nhưng mà cái chén nước chấm nữa. Chút xíu không? Chấm bà không biết. Ketchup nhưng mà a little bit sour. More. Oh, they left it out then. The cake, the jam.
Sao ngon không? Ngon hả? À, mấy món này là món của nó này mà ở dưới kia làm gì có. À, cảm ơn cô nè, cảm ơn cô đưa con đi ăn đồ ăn ngon nè. Cảm ơn cô. Mai lại đi ăn tiếp nè. Ngon không con? Trời ơi ăn giỏi quá ha. Này là giống y như là chương trình á. Nhìn trẻ anh em hết. Trẻ thì đàn hơn. Trời ơi thấy nó ăn giỏi không? Mê quá trời luôn á. Ước vậy hai đứa ăn giống vậy. Y như là chương trình. I dropped some cheese powder. Right. Con em gái của em ăn gì á? Trời ơi nhìn nó ăn mê lắm. Man, this looks like makeup powder. Con bé đó hả? Không làm gì hả? Đang quay hả? Dạ. Không biết quay đúng ai luôn. I don't know who to do it to because I haven't did this that much. I don't know what you meant, like go around the whole thing or just like that. Ở ngoài á nhưng mà đi từ từ thôi. Đây các bạn mọi người ăn xong hết rồi nè. Ở đây thì được cái là khi mà đi ăn á là họ sẽ cho cái dĩa các bạn ha. Ui nước uống đem đi không? Đem nước uống đi không? Hai đứa đem không? Mà hai đứa ăn còn nguyên luôn. Cái đĩa ở đây thì theo mình ăn thì cái cọng mì á nó hơi cứng các bạn ơi. Sốt thì ngon nhưng mà cái cọng mì hơi cứng. Đem đi còn mới luôn kìa. Đem chai đi. Đem ly đi. Đây, yes. Đây các bạn bây giờ sẽ đi về nè. Anh đã đi về nha. À hả? Tomorrow maybe. Đây. Bây giờ đi về. Nè, mì Ý này nhìn hấp dẫn không? Mẹ đâu rồi? Mẹ đi ra rồi. Ok. Cảm ơn chị, cảm ơn cô.
Ok. Đi đi lên xe con. Hai đứa này mới vừa bơi xong á. Lên đường nào con, mở cửa cho coi chừng nha. Mở cửa từ từ coi chừng trúng người ta nha. Hai đứa đi về hả? Về hả? Bye bye. Nào bây giờ cô cho mình đi một vòng nè, xong rồi đi về. Oh. À hả. Ok. Ok, coi đi. Ok, cầm đi con. Bye nha, cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ chị nha, chào hai bé. Bye cô con, bye cô con. Bye cô. Bye con.